Xin kính chào quý vị và các bạn. Sau đây tôi sẽ trình bày với các bạn về quy trình bảo dưỡng tủ điều khiển. Đối với những hệ thống có thể dừng tạm thời thì ta nên tắt nguồn của tủ điều khiển để bảo dưỡng an toàn. Đầu tiên ta sẽ tắt an toàn của tủ điều khiển. Sau đó ta dùng bột sơn có bọc cách điện để vệ sinh tủ. Sau khi đã vệ sinh tủ sạch sẽ thì ta sẽ dùng tung lưu vít để gia cố lại những mối nối ở các atomat. Sau khi vệ sinh xong thì ta sẽ bật áp công an tổng để cấp lại nguồn nước. Sau đó ta sẽ cho tổng hoạt động trở lại bình thường. Trên đây tôi vừa chia sẻ với quý vị bạn về quy trình bảo dưỡng tủ điều khiển của hệ thống. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.